cái thằng đó nghe, ổng sanh ra thằng con trai ông thứ hai ổng đen. Dạ. Nó ngồi như con ếch vậy, 70-80 kg. Nó ngồi như con ếch vậy, nó chết 2-3 năm nay rồi. Con ếch ngồi sao nó ngồi y gan vậy đó. Dạ. Chó nó tưởng ếch sủa sủa. Dạ, ngay cả cái con chó đằng này nè, nó gặp ông Út nó tưởng thôi là con ếch đang kêu rồi. Đang kêu nó chồm lên. Tiếng kêu lạ lạ. Hồ xin chào cô bác quý anh chị, quay trở lại với video clip tiếp theo của Bùi Hồ. Thì tiếp tục hành trình gông gũi của Bùi Hồ, thì hôm nay Bùi Hồ cùng với bạn Nghĩa Trần độc lạ tâm linh, đây là bạn Nghĩa Trần, sẽ quay về những cái vấn đề độc lạ tâm linh. Thì hôm nay Bùi Hồ cùng với Nghĩa Trần sẽ tìm về nhà của ông Út. Ở đây người ta gọi ông với cái biệt danh rất là đặc biệt, đó là ông Út ếch. Tại vì ông có một cái tiếng kêu mà ếch ở dưới hang có thể chui lên được. Và ông từng gặp một cái con ếch chúa. Và sau đó thì trong cái nhà của ông có một cái câu chuyện mang hướng tâm linh rất là gùng gợn. Ông sao ông đó gọi là ông Út ếch chú? Bây giờ ổng bắt ếch, ổng không có cần câu cần gì trơn á. Dạ. Người ta kêu ổng Út ếch luôn già. Dạ. Ổng có cùn móc cùn méo gì á. Ơi bắt lâu không chú? Trời ơi, ổng hồi trước ổng lính Mỹ. Dạ. Muốn vô Hòa Tháp là bắt bao bữa đó ổng trong cái dinh lớn đó. Là ông kêu con ếch nó nổi lên cho ông đó, ông thề là từ đây sắp tới là bắt không có bán nữa, bắt ăn thôi rồi mới nghỉ luôn. Dạ. Nó nổi chừng ếch lên cũng quỵ lại luôn đó. Ôi. Trời ếch trong dinh bà, trong Hòa Tháp được đó mà dưới áo bình lên, ông bắt mà không bán đó. Con nghe, con bắt ếch bự đó luôn hả? Đâu có dám bắt, mà quỵ lại bỏ luôn chứ, ông thề luôn là ông nghỉ về là không bắt bán nữa, bắt ăn thôi. Dạ, bắt bao nhiêu năm mà chú? Rồi mà ông là lâu lắm rồi, bắt hồi nhỏ tới lớn con giữ trâu cho ông già tôi, rồi bắt đầu tới ông đi lính luôn, rồi ông bắt mua đi bắt vậy đó. Là được sống bằng nghề ếch thôi. Cũng là rảnh thì kiếm ăn vậy đó, rồi ấy dư thì nhiều bán. Con nghe nói là ông có một cái người con hay gì chết rồi, mất cái thằng đó nghe. Ông sanh ra thằng con trai ông thứ hai ông đen. Dạ. Nó ngồi như con ếch vậy, 70-80 kg. Nó ngồi như con ếch vậy, nó chết 2-3 năm nay rồi. Con ếch ngồi sao nó ngồi y gan vậy đó. Là đi không được luôn. Quả ta la đúng không? Ổng đút không mà đút cơm được cho nó ngồi cho mình. Chắc đi tắm đi bồng nữa. Y gan con ếch luôn. Ừ. Nhiều tuổi chết chú? Thằng nó chết cũng 40 à. 40 tuổi. Ừ. Là sinh ra là bị tới 40 tuổi luôn. Ừ, sanh nào nhỏ tới lớn dưỡng luôn tới giờ luôn, tới giờ chết luôn đó. Nó là ngồi không hả? Nó ngồi như con ếch vậy đó. Con ếch sao nó ngồi y gan vậy. Không có đi lo tới lui được. Tắm ăn gì ngồi đút không chứ không đi đâu. Ồ, lão ha chú ha. Mà ngồi kiểu con ếch luôn hả chú hả? Trời ơi, nó ngồi được mà vậy, y ra như con ếch vậy nè. Mà ngồi khum gì như ếch, lắc qua lắc lại, đúng cái chú ếch vậy đó. Cái đầu lắc qua lắc lại hả? Ờ, nhướng lên nhướng xuống làm như con y như con ếch vậy đó. Trời ơi. Rồi từ lúc mà ông bắt, ông gặp con ếch đó là ông thời bỏ cái nghề, sau năm bao lâu thì ông mới đẻ ra cái người đó? Thằng đó là con trai thứ hai của ông. Dạ. Ừ. Còn gái thứ ba ông là ngồi xui rồi mà người ta có cho ngoại rồi mà. Có nghĩa là con gặp con ếch bự đó rồi mới đẻ ra cái anh đó hay là ổng đẻ bị hồi nhỏ là ổng chưa có gặp bả là ổng đi bắt ếch trước rồi. Dạ. Rồi bắt đầu có vợ rồi cũng rồi đi mới đi lính ngụy rồi bắt luôn tiếp. Dạ. Tục bắt nữa. Dạ. Ừ. Nhưng mà ý con hỏi là trước khi sinh cái anh đó ra là đã gặp ếch bà chưa hay là chưa gặp? Gặp rồi. Rồi ra, mà con bắt hoài luôn. Dạ. Rồi đều ổng đi bắt theo nhà mình đây với này kia đó trong vườn mà có đợt cũng vô Gò Tháp đó. Dạ. Mình xuống cái ao sen đó là bị dướng rồi. Ông là dắt chưa mà kêu nổi hết lên là nổi lên là ông. Ông Út đó đặc biệt là kêu là nổi lên hả? Trời ơi, ta la bây giờ là ông kêu muốn nói là mà giờ đặc biểu ông ít kêu. Mọi người đầy được cái đầu vậy đó. Ông ngồi sao em, bên nói trời ơi chắc bữa hai bữa nó mưa. Trời ít kêu quá trời rồi. Ông mới ra gặp ông ngồi góc túi. Y gan kêu mà ông ra ếch mà ông lại ông kêu mày mấy con ếch mà nó gần mưa nó nằm theo lá cây vậy ha, nó phất cái lưng nó mà ông kêu nhảy lên luôn. Trời ơi, trời ơi, kêu nhảy lên luôn chứ đừng không có nói gì chứ. Nghề cao quá ha. Ừ, đâu có chuyện bình thường, phải là con ếch. Dạ. Ông Út đó năm nay nhiêu tuổi hả chú? Ông này cũng bảy gần 70 rồi. Hiện nay ông Út đó ở với ai? Ở với bà. Có hai vợ chồng hả? Ừ. Con nghỉ làm nghề bắt ếch luôn rồi. Ừ, giờ thấy 3-4 năm ngày rồi nghỉ không có đi bắt nữa. Giặt về dớn rồi con nào vô ăn không ăn có. Có dư giả gì không chú? Đủ ăn được 12 vậy chứ không có nhiều tiền ha. Không.
Ủa, con cũng nghe là nói vậy, nhưng mà hôm nay con gặp chú con mới xác thực thông tin là vậy luôn á. Tớ biết rồi, ông đó là cậu đằng này. Cậu ruột. Ừ. Ông Út đó là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 77 rồi. Cái người con của Út là tại sao chết? Bệnh, đợt đó bệnh. Bệnh cũng đầu cũng lâu rồi. Bệnh cũng gần cả năm rồi. Bệnh gì hả chú? Thì nó bệnh hồi nhỏ đó, bệnh đi không được rồi nó sốt nóng này kia, đâu có chở đi chích thuốc cho men gì rồi mua thuốc gì uống vậy thôi. Là ngồi ngồi là giống con ếch không? Tao ta nói là chẳng con ếch, sao nó ngồi ra vậy? Đứng không được. Tao đâu có đứng đi. Trời ơi. Con hôm nay con với bạn Nghĩa hôm nay tìm đến ông Út. Con nghe về cái việc tài bắt ếch của ông Út rất là lâu nên con con rất là thấy cái tài coi như là thiên phú của mình đúng không? Ừ. Dạ hôm nay con đề diện kiến đến ông. Ông Út cho con hỏi xin phép là năm nay thì ông Út được bao nhiêu ha? Khoảng nhiêu tuổi? 77 rồi. Ồ. Lớn rồi. Dạ, ông lớn rồi. Ông Út bây giờ còn bắt ếch không? Không nghĩ rồi. Nghĩ đâu thấy đường nữa bác. Ông Út đã nghỉ bao nhiêu năm rồi ông Út? Nay nghỉ là 10 năm rồi. Dạ. Là lý do là mình nghĩ là mình không thấy đường. Không thấy đường nữa. Dạ. Yeah. Trước đây thì mình hành nghề là bắt ếch rồi không Út? Dạ. Dạ. Bắt có tiếng người ta đặt tên Út ếch luôn mà. Dạ. Chứ tên của ông thì không phải là... Không phải. Dạ. Không phải tên đó mà bắt riết rồi nó đặt tên Út ếch luôn. Dạ. Ở đây tháp 10 này hỏi tôi ai cũng biết hết. Dạ. Bắt riết người ta cũng biết. Là mình bắt bằng điện hay bắt bằng tay không Út? Bắt tay không à, với mình kêu nó kêu theo vậy đó. Bắt. Ồ, không có cái tiếng kêu mà để dụ được ếch luôn ha không Út? Ừ. Thành ra bắt nó mới được. Vậy kêu mình... nó kêu theo. Dạ. Mình người ta nói con ếch nó chết cái lộ miệng đó. Dạ. Thành ra nó là cái việc mà ông bắt ếch là ông kêu nó kêu theo là vì cái cuộc sống hay là ngày xưa giờ ông đã có sẵn không Út? Cái cuộc sống mình luyện tập vậy nó ra tiếng nó rồi em. Dạ. Con cũng có, tụi con thì cũng có một cái chút tò mò như thế này nè ông Út. Là ngày xưa ông Út là đi bắt ếch cũng có từng gặp con ếch lớn lắm không Út à? Ông thấy cũng bình thường thôi. Nó cũng bự gì, cả ký mấy, 2 ký gì. Dạ. Dạ. Cái thời gian đó nó có cái ấn tượng thành ra giờ tôi không quắc nữa. Ồ. Với thấy nhiều cái cũng kỳ lạ đó. Ông thành Út, ra tôi không quắc. Ông Út có thể kể cho con nghe được không? Kể giờ giờ. Dạ dễ lúc kể lúc mà ông ếch gặp con ếch nó lớn như vậy đó. Thì mà đâm nó thì nó cũng lách lách hoài nó không ấy. Nó không có được ngồi chỗ cho mình đâm dính. Dạ. Cũng như đâm nó dời điểm hoài vậy đó. Là con ếch đó là ông Út gặp ở đâu? Ở trong Gò Tháp nè. Dạ. Chỗ đó cũng hơi ngặt, cái linh thiêng. Mình cũng có cái ấn tượng thành ra mình không dám làm gì hết. Nó đi về. Thời gian nó riết cho tôi nghỉ luôn, tôi không bắt nữa. Lúc trước ông Út bắt gì là một đêm Út bắt khoảng bao nhiêu ký không? Trời ơi. Con tôi mà nó giác không nổi luôn á. Trời ơi. Ừ. Ếch bắt cặp mà Nguyệt Kinh Ba đầu trống đó. Trời ơi, đen con luôn. Dạ. Nó hồi hộp là mình bắt hai con cặp không. Dạ. Giác không nổi luôn. Còn tôi thường thường đây nè. Xích cùng ngoéo với tay không với cái giá đi hơi là về ăn mệt luôn. Cả 5-7 ký vậy. Cái đó là cái linh tính của mình biết chỗ đó nó có ếch hay là sao không Út? Không có lợi kêu của nó kêu theo mình. Ồ. Như cái đìa là mình kêu 3-4 con nó kêu mình dưới cái là chú quắc. Trời. Tức là ông Út kêu cái tiếng giả cái tiếng ếch. Giả tiếng ếch. Rồi con ếch nó nghe cái tiếng đó cái nó kêu theo. Rồi ông Út biết chỗ nó ẩn nấp rồi mình mới lại bắt. Cũng hay. Bây giờ thì ông Út có thể cho con nghe lại cái tiếng kêu về để dụ những cái chú ếch đó được không Út? Ừ kêu hả? Dạ. Hàng giống ha. Dạ rất giống. Là chỉ được cái tiếng của con ếch thôi hay là tiếng ếch nó kêu vậy nó kêu theo. Mình chó là tưởng mình có phân nha là tiếng ếch đực hay là ếch cái gì không? Nó chồng. Đâu dạ. Phải con, không phải. Dạ Út, mình có phân cái tiếng ếch nó ra là ếch đực hay ếch cái gì không? Phân cũng được nhưng đều khó lắm. Vậy hả? Còn cái tiếng ếch trong Út vừa kêu là cái tiếng ếch trung đực.
tiếng đực hả? Ờ. Ông Út kêu lại lần nữa con nghe rõ rồi này con. Chó nó tưởng ếch sủa. Dạ, ngay cả cái con chó ở đằng này nè, nó gặp ông Út nó tưởng đâu là con ếch đang kêu rồi. Đang kêu nó chồm lên tiếng kêu lạ. Ông Út ơi, cho con hỏi xoay quanh một cái vấn đề tâm linh như thế này nè. Tại vì thì tụi con thì cũng nghe kể cái những người mà đi trước á, làm cái nghề bắt ếch á, thì gặp sau một thời gian bắt thì gặp những cái câu chuyện mà như là ếch bà nè, rồi những cái chuyện mà tâm linh mà mình không thể nào giải thích được. Rồi từ đó về sau mà cái những cái người đó người ta bỏ nghề luôn, mặc dù là gia đình làm nghề bắt ếch. Có ông Út có nhiều người gặp dữ lắm. Dạ. Gặp cái nhiều cái có cái kỳ lạ thành người ta nghĩ chứ không có ếch bà ếch bỏng gì đâu. Dạ. Gặp nhiều cái cũng kỳ lạ lắm, thành ra nghĩ không bắt. Trời, tôi bắt biết là bao nhiêu nói. Cái lần mà kỳ lạ nhất trong cái quá trình bắt ếch của ông Út là ông Út nhớ lần nào không Út? Cái lần mà tạo cho ông Út một cái kỳ lạ cảm giác để mà ông Út là từ đó về sau là bắt ếch không bán nữa đó. Thì thấy nhiều cái cũng kỳ lạ, nó mình thấy nó hơi kỳ kỳ thành ra muốn nghĩ bắt luôn. Dạ. Thấy nó con ta tật nguyền đủ thứ hết trơn. Gặp con ếch không Út? Tật nguyền nhiều quá. Con ếch tật nguyền hả? Tay chân nó cùi hết trơn mà mình nhấp bằng con nhái mình thải xuống cái hai tay nó ôm cục mồi nó ăn mà tay nó cùi hết trơn rồi thấy riết hết muốn làm luôn. Trời ơi. Hết muốn quắt luôn. Hai tay ôm vậy nè, ôm con nhái để vô. À hai cái tay nó cục hết luôn. Cục ra luôn, cục ngang đây. Dạ. Rồi nó ôm cái lưỡi câu với con nhái đút vô. Tôi lấy lên tôi không có câu luôn. Thấy nhiều cái kỳ quá nghĩ luôn. Trời ơi. Là lần ông Út ơi, là một cái lần ông gặp con ếch lớn đó, ếch đó là ông nghĩ là từ đó về sau ông vẫn bắt ếch nhưng mà ông không bán nữa, chỉ bắt ăn thôi. Ăn. Dạ. Lấy khô vô hả? Hiện nay thì ông Út với bà Út làm nghề gì? Buôn bán mẹ quả sống già rồi có mận gì nói. Dạ. Lớn tuổi rồi có mận gì. Ông Út sống với ai ông Út? Sống hai vợ chồng già, còn tụi nó ra riêng hai bên hết nè. Dạ. Cho đất hết, cho đứa cái nền ở đất. Dạ. Ông Út nghỉ lâu như thế thì ông Út có cảm thấy nhớ nghề không? Không. Tại con nghề này cũng không nên nhớ làm chi. Tại con có nghe kể là khi mà ông Út trời mưa đó là ông Út ra ngoài sau kêu là con ếch mà ở dưới nó cũng trồi lên. Kêu nó kêu theo. Nó nổi lên giờ thấy trời. Ông Út là tổng cộng bắt ếch là bao nhiêu năm hay ông Út? Từ bao tuổi thì ông bắt? Bắt cũng mấy chục năm. Hai ba chục năm. Hồi chưa có vợ là bắt rồi. Nhiều cái nhiều thấy nhiều cái kỳ quá không có bắt được. Ông Út có cái từ khuyên nào cho các bạn đang làm nghề bắt ếch không? Ông Út có cái những cái lời khuyên nào cho mấy bạn đang làm nghề bắt ếch không? Tại vì bắt ếch thì ông Út là coi như là bậc thầy rồi. Không có khuyên, nó làm được nó ăn nó làm. Dạ. Khuyên nó nói mình này kia nọ. Nhầm khi nó nói mình nói dốc không tin đấy không? Dốc không tin này kia nọ. Ai muốn làm thì làm. Mình thấy có một hai cái ấn tượng gì thành ra mình nghĩ mình không bắt nữa thôi. Trời, nghe ông Út kể cái câu chuyện mà con ếch nó cùi á. À, nghe trời. Cầm hai cái tay con nhái nghe thấy hồi nó ôm con nhái rồi nó đút vô miệng nó. Trời ơi, có nhiều cái thứ ghê lắm. Còn có cái nào thi ghê đó hơn nữa không? Con mần không thấy đường, đuôi hang quát hết trơn. Nhấp nó nghe lũm bụm bụm, nó táp khơ vậy. Nó tưởng miếng mồi gần nó ăn vậy. Mà tội nghiệp không có thấy đường. Hai mắt nó nhách trơn. À, có nghĩa là một tội nghiệp đó. Một tội nghiệp. Nói chung là khi ông Út đi bắt, ông Út gặp rất là nhiều cái con ếch với những cái hiện tượng mà nó cũng hơi kỳ lạ ha. Ừ. Cái mình từ cái tâm mình nó trỗi dậy, mình cũng không muốn theo cái nghề đó nữa. Đi theo tối dữ à? Dạ, tại vì con mới, tụi con thì mới, nghe nói ông Út, tụi con thì rất tò mò. Rất tò mò về cái nghề bắt ếch, tại vì có những người ở trên con thì cũng đa số làm nghề bắt ếch rồi sau đó thì cũng thời gian là bỏ nghề. Ừ. Dạ. Thôi được bắt. Dạ.